Hôm nay Tiếp Thị Gia Đình sẽ hướng dẫn bạn cách làm bánh bông lan sắc màu. Nguyên liệu gồm có 14 quả trứng gà, 300g đường cát trắng, 135g dầu ăn, 50g sữa tươi không đường, 33g nước, 185g bột mì, 3g bột nở, 17g bột bắp, 2g vani, 6 màu thực phẩm: đỏ, cam, vàng, tím, xanh lá và xanh ngọc. 1 hộp kem sữa tươi, 50g bơ, 6 khuôn nhôm. Cách thực hiện như sau: tách riêng lòng trắng và lòng đỏ vào hai thố. Cho đường cát vào thố đựng lòng trắng trứng. Đánh nổi bông trong 15 phút, từ mức thấp đến mức cao. Cho sữa tươi, nước, dầu ăn vào thố đựng lòng đỏ. Trộn đều các loại bột với nhau. Cho từ từ bột vào thố lòng đỏ. Cho tiếp vani vào trộn đều bằng cây đánh trứng. Đổ hỗn hợp lòng đỏ vào thố lòng trắng, trộn đều. Chia 6 phần, mỗi phần hòa với một màu. Đổ bột vào khuôn đã trét bơ. Nướng ở 180 độ C khoảng 35 phút. Lấy bánh khỏi khuôn, để nguội, xếp các lớp lên nhau. Đánh nổi kem sữa tươi, cho vào túi ni lông tam giác. Xịt lên mặt, thân bánh, chà láng. Rắc ít kẹo lên mặt bánh.
Bạn luôn làm nóng lò trước khi nướng bánh 15 phút, sau đó bạn mới cho khuôn vào lò nướng để bánh được nở tốt. Trân trọng cảm ơn tiệm bánh Tiny Rich Cakes, 183B Trần Quốc Thảo, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ thực hiện.